Chào mừng các bạn đã đến với channel Top Khám Phá. Hôm nay, Top Khám Phá sẽ nói về những điều sẽ khiến người Việt cảm thấy khó chịu qua nhận xét của du khách Tây trong thời gian sống ở Việt Nam. Mời các bạn đón xem. Anh Mateo Pai, đến từ Canada và đã có nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú, gặp nhiều người Việt Nam trong suốt thời gian sinh sống tại giải đất hình chữ S, anh Mateo Pai nhận thấy một số điều khiến người Việt khó chịu. Người Việt Nam nói chung có lòng vị tha vô hạn. Ngay cả khi thấy người nước ngoài làm những điều ngớ ngẩn, họ cũng sẵn sàng bỏ qua. Chỉ cần nở một nụ cười và xin lỗi là đủ. Dù vậy, khi du lịch đến giải đất hình chữ S, anh khuyên nên ghi nhớ những điều có thể gây khó chịu với người Việt sau đây. 1. Mặc hở hang khi đi đền chùa. Người Việt thường ăn mặc kín đáo và tin rằng những người biết tự trọng không mặc trang phục quá khiêu gợi. Sẽ không sao nếu mặc đồ ngắn tại những điểm du lịch, nhưng đừng làm vậy khi vào đền chùa luôn nhớ không hở vai, không váy ngắn hay đồ bó chẽn. 2. Trả tiền mệnh giá lớn. Khi rút tiền ở cây ATM tại Việt Nam, bạn thường nhận được những tờ 500.000 đồng. Với người Việt bán hàng rong hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, tờ tiền 500.000 đồng có thể là mức lương cả tuần của họ. Vì vậy, nếu bạn trả tiền một gói bim bim 10.000 đồng bằng tờ 500.000 đồng, rất có thể chủ quán sẽ không có đủ để trả lại tiền thừa cho bạn. Tình huống này gây bối rối cho cả bạn và cả chủ hàng vì thế hãy tiêu những tờ tiền mệnh giá lớn trong các cửa hàng tiện lợi hay cửa hàng lớn để có tiền lẻ ba là khách hàng đầu tiên nhưng không mua gì việt nam có nhiều phong tục và niềm tin kỳ lạ trong hầu hết trường hợp bạn sẽ được bỏ qua nếu làm điều gì đó không phải nhưng khi mua sắm nếu bạn vô tình là khách đầu tiên đến cửa hàng mà bước ra tay không không mua gì người bán có thể sẽ khó chịu và dành cho bạn những lời lẽ nặng nề bằng tiếng việt với người việt người mở hàng rất quan trọng nếu mở hàng mà lại không mua gì, điều này báo hiệu cả ngày đó cửa hàng sẽ bị ế ẩm. 4. Khoe khoang tiền bạc Nếu có thể bay từ đầu bên kia thế giới đến Việt Nam, chắc hẳn bạn rất giàu. Mọi người đều biết điều đó, nên bạn không cần phải khoe sự giàu có của mình. Một số người nước ngoài thích vung tiền như thể tiền không có ý nghĩa gì với họ. Nhưng điều này lại có thể xúc phạm người lao động Việt Nam, những người đang phải làm việc chăm chỉ hàng giờ để có lương. Giàu có không phải là tội của bạn nhưng cũng nên khiêm tốn và không nên phô trương quá. 5. Thân mật nơi công cộng. Đến Việt Nam, bạn sẽ hiếm khi thấy một đôi yêu nhau thể hiện cử chỉ gần gũi nơi công cộng. Nắm tay thì được, nhưng nếu ôm và hôn nồng nhiệt thì sẽ nhận được nhiều cái nhìn không mấy thiện cảm và lời xì xào bàn tán. 6. Đi giày dép vào nhà. Tất nhiên người Việt không giận dữ cũng không trách phạt bạn nếu bạn vô tình đi giày dép vào nhà họ. Như đã nói, người Việt rất rộng lượng và dễ tha thứ cho người nước ngoài. Tuy nhiên bạn cũng cần nhớ nguyên tắc này để tỏ ra là mình lịch sự. Trước khi bước vào nhà ai đó, hãy nhìn xem họ có để dép ở ngoài không và làm theo y như vậy. 7. Nói người khác phải nhanh lên. Thái Lan nổi tiếng là quốc gia mà ở đó không ai vội vã. Việt Nam cũng tương tự như vậy. Nhưng điều khác biệt là bạn sẽ nhận lại nụ cười và vài cái nhún vai từ người Thái khi cố thúc giục họ, còn người Việt có thể nổi cáu với lời hối thúc nhanh lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.